chào các anh chị em, cô chú và các bạn nha. Hôm nay cả nhà ơi đi chung với em đi đến Lậu Tập Rún nè nha. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thụy Sĩ luôn. Cái chỗ này gọi là Lậu Tập Rún nè. Ở đây nó có thác nước có tên gọi là Trậu Bắc Phan như em cả nhà thấy nè. Ở trên đó thác nước lớn là lớn luôn, nó chảy xuống. Còn sau lưng em là người ta có để cái ghế nguyên bằng một cái khúc tảng cây gỗ lớn luôn. Mình ngồi đây mình chụp hình kỷ niệm được luôn. Để em quay một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Chỗ này nằm ở Căn Tôn Ben nè. Nếu mà anh chị em nào mà đến đây mà đi bộ giỏi thì đi leo lên cái đường con đường em chỉ nè, đi bộ lên rồi đi cặp theo cái vách núi thì mình sẽ nhìn thấy được cái thác nước từ sau lưng mình, đứng sau lưng cái thác nước mình nhìn ra, và bên đó mình có cái view nguyên một cái làng luôn, mình thấy rất là đẹp luôn. Về hướng Vén Hình mình có thể nhìn xuyên qua hướng Vén Hình. Các bạn ơi, mà khi qua Thị Sĩ thì nhớ đến Lậu Tập Rún Nền nha. Cái thác nước ở chỗ Lậu Tập Rún Nền này là có tên gọi là Trậu Bắc Phan. Thác nước này có tiếng nổi tiếng lắm luôn á. Khi mấy bạn mà muốn tìm cái gì Lậu Tập Rún Nền hả anh? Lậu Tập Rún Nền. Cái chỗ này là cái khu du lịch nè. Đi chợ ngược lại lần kia thì có rất là nhiều, có nhà hàng nè, rồi nói chung là có cũng như hotel nè, nói chung là cái phố để mình đi du lịch có đầy đủ hết, tiện nghi cho mình hết luôn. Còn cái này là em đi ngược lại vô trong, em đi dạo đó. Ở đây em nhìn thấy cái thác nè, đó mọi người thấy không, trên em. Còn mọi người bên đây nè, ngược bên đây nhìn đủ thứ màu sắc hết đó, nhân hoa. Nhưng mà đây là cái nghĩa địa, đây là cái nghĩa địa của người khu vực ở địa phương ở đây. Hồi nãy em đi lạc vô trong đó, đi ra hết hồn chưa. Đẹp chưa? Ủa, nhà Trà Mông đẹp quá cả nhà ha. Quá trời đẹp luôn. Ở đây em thích nhất là cái khu vực miền núi, hoặc là khu vực Lanh Sóc, là khu vực miền quê đó, là người ta nhà bằng gỗ mà họ trồng mà nhiều bông trước cửa sổ vậy nè. Đẹp lung linh luôn ha. Cái nào cũng thấy mê luôn á.
À, anh chị em thấy cảnh này có đẹp không? Em đang ở giữa thung lũng nè, xung quanh em là các dãy núi nè. Thì cái con đường này anh chị em có thể đến đây và đi xe đạp hoặc là đi bộ. Thì con đường này nó nằm ở dưới thung lũng cho nên nó không có dốc đâu, cho nên cả nhà đi xe đạp thích lắm. Đi ngắm cảnh có mấy con bọ nằm đây nữa nè. À, hình như là hầu như là khúc này là ở trong quê á, cho nên có thể mình gặp được mấy cái trang trại nè. Em mới đi tới khúc đây à, em không có đi sâu vô tại vì em đi buổi chiều nắng quá trời quá, đi không nổi luôn. Nhưng mà nếu mà anh chị em đến đây thì đi buổi sáng thì tốt hơn, buổi sáng nắng sáng tốt rồi mình đi xe đạp. Bò chung mà để treo vòng cổ con bò đó, thì người ta thị sĩ dân hình như người nông dân ở đây là hầu như là khi mà họ nuôi bò nuôi dê rồi họ hay cho con bò nó theo cái này nè, nó lục lạ cái chuông đó, cái chuông này nè cả nhà ơi, mỗi một con là phải đeo một cái gì nè để cho nó đừng có bị lạc á, lạc mà kiếm gặp được á. Em là em thích đi vô mấy khu này nè, rất là đặc biệt luôn. Em đi ngang đây em thấy cái chuồng bò này, nhìn ở ngoài đâu biết đâu, nhìn vô thì mới biết đó là cái chuồng bò luôn á. À, để em vô em khám phá cho mọi người cùng xem ở trong đó có cái gì nha. Mời cả nhà cùng đi theo em nha. Đó, bây giờ đây vô à. Bây giờ cái chuồng bò họ để trống rồi tại vì mùa hè đó. À, bò nó ra ngoài nó ăn cỏ rồi, ở trong này nó không có ở trong này nữa, tao quét dọn sạch sẽ rồi. À, mấy con bò ở đây đó nó sướng lắm cả nhà ơi, mùa hè nó cũng có được cái quạt gió nên nè, có khi quạt mà phun sương nó cho nó mát nữa. Thì chỗ này thì có những cái ngôi nhà bằng gỗ rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đi dài dài theo con phố thì hầu như là khu vực miền núi và trong miền quê là họ xây nhà đều bằng gỗ để mà giữ ấm. Nhưng mà nhà họ đây, cửa họ trồng ở ngoài ban công có rất là nhiều hoa đẹp. Nên anh chị em nào thích ngắm hoa, ngắm nhà thì có thể đi vào phố nha. À, em mời cả nhà cùng ăn bánh mini donut cho em nha. À, thì cái bánh này á, hồi người ta làm bột tươi á, họ chiên ra là mình ăn cũng tự tự như bánh tiêu vậy đó cả nhà. Cái này là bây giờ em phải cho tài xế và Kim luôn cái
cái túi tiền của em ăn mới được, chứ không hả một lát nữa là không có sức chở em đi quay phim cho cả nhà cùng xem đâu đó nha. Đó, bây giờ cảm ăn cảm giác làm sao anh? Chiên liền nóng mà nha. Nóng ngon. Ừ. Nốt mà mini. Và phần hả? Này, em lại ăn donut cũng được được đó mọi người. Mini donut. Cảm ơn anh chị em đã xem video của em nha. Nhớ bấm đăng ký kênh. Nếu anh chị em nào chưa bấm thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Bye bye cả nhà.